Ngày 22 tháng 5, tại Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức ra mắt chi hội dịch vụ thương mại, điểm đến du lịch với 32 hội viên hoạt động các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng chí Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên. Việc ra đời và đi vào hoạt động chi hội dịch vụ thương mại, điểm đến du lịch nhằm liên kết, kết nối các công ty doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch của tỉnh Thái Nguyên, hợp tác trong quá trình sản xuất, kinh doanh, quảng bá, xúc tiến, tạo ra các sản phẩm du lịch và các tour tuyến mới, hấp dẫn, phục vụ và thu hút khách du lịch, đồng thời đảm bảo quyền lợi của khách hàng và lợi ích của hội viên, góp phần nâng cao vị thế của du lịch tỉnh Thái Nguyên. Trong bối cảnh thời gian qua, ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, việc ra mắt chi hội dịch vụ thương mại, điểm đến du lịch ở thời điểm này là rất cần thiết. Sau đại dịch COVID, ngày hôm nay, chi hội dịch vụ thương mại, điểm đến du lịch ra mắt là một trong những cái sự kiện mà nhằm phục hồi ngành du lịch. Chúng tôi là khi mà ra mắt chi hội này thì chúng tôi đã có những cái định hướng ngắn hạn và dài hạn cho chương trình. Cụ thể là trước hết thì chúng tôi sẽ giúp các thành viên trong chi hội khắc phục những cái khó khăn vướng mắc sau đại dịch COVID. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đề ra những cái quy chế, quyền lợi và trách nhiệm cho các thành viên. Nhân dịp này, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã kết nạp thêm 14 hội viên, nâng tổng số hội viên đang hoạt động trong Hiệp hội là 130 hội viên. Trước đó, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên cũng đã thành lập chi hội lữ hành với 15 hội viên.